Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bếp Hùng Cường. Và trong các video lần trước thì Bếp Hùng Cường cũng đã chia sẻ cũng như là giới thiệu tới các bạn về bếp chuyên nhúng đôn này, bếp chuyên nhúng đôi này, lò nướng bánh hay là máy trộn bột rồi. Và trong video này thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với lại sản phẩm tiếp theo, đó là bếp chuyên nhúng đơn có van xả dầu của Berjaya và mã sản phẩm là SDF12 nha mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi phía bên ngoài của sản phẩm trước. Thì sản phẩm này sẽ được sản xuất cũng như là nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, có đầy đủ các cái chứng từ và chứng minh về nguồn gốc xuất xứ này, hay là chứng nhận chất lượng sản phẩm CQC. Toàn bộ sản phẩm thì các bạn có thể thấy là được làm từ chất liệu là inox cao cấp và chống han rỉ, dễ vệ sinh, giúp chúng ta đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Bếp chiên nhúng đơn dùng điện có van xả dầu của Berjaya này thì sẽ phù hợp với lại những cái mô hình kinh doanh, ví dụ như là nhà hàng này, khách sạn này, trường học này, và để sử dụng chiên hay là rán khoai tây này, chiên gà, cá hay là các cái món thịt khác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết cái sản phẩm này để chúng ta biết được xem là cấu tạo, tính năng hay là chức năng của từng cái bộ phận, cũng như là hướng dẫn sử dụng bếp chiên nhúng đơn này. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy đây là thương hiệu Berjaya đã được dập nổi ở phía bên trên mặt trước của bếp. Vì vậy là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì đây là một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng ở trên thế giới rồi. Tiếp theo, sang phần tiếp theo thì đây chính là van xả dầu, và đây là một ưu điểm rất là lớn của dòng bếp chiên nhúng này. Và khi mà chúng ta muốn xả dầu ra ấy, thì trước tiên là chúng ta cần phải có một cái phần ví dụ như là xô chậu gì đấy để đỡ ở phía dưới này đấy thì để dầu nó chảy về trong cái chỗ đựng đấy. Thì bên trên này chính là lẫy van để đóng mở đấy mọi người. Thì khi mà ở phía close này thì chính là đang khóa, còn open này là mở. Thì khi mà chúng ta muốn chảy dầu ra thì chúng ta phải gạt cái khóa an toàn này lên trên. Đó, sau thì đây chính là cái khóa an toàn này, để tránh cái tình trạng mà trong cái quá trình sử dụng ấy thì không may mà chúng ta gạt sang đấy, thì cái khóa an toàn này nó sẽ tránh cho tình trạng là cái van này nó bị gạt từ close sang open đấy. Thì khi mà chúng ta muốn chuyển sang thì chúng ta phải đẩy cái lẫy an toàn lên, sau đó thì chúng ta gạt sang cái phía open này, thì lúc đấy tự động van nó sẽ được mở và dầu nó sẽ chảy xuống phía bên dưới này đấy. Và mọi người phải hết sức lưu ý là sau khi mà vệ sinh xong hay là xả dầu xong thì chúng ta phải gạt trở lại cái close này và đẩy cái van an toàn này xuống đấy, thì để đảm bảo là trong cái quá trình sử dụng lần tiếp theo ấy thì dầu nó không bị chảy ra ngoài khi mà chúng ta vừa mới đổ vào mà chúng ta quên mất. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến cái phần tiếp theo. Phía này chính là bảng điều khiển, thì đèn màu xanh này chính là đèn thông báo nguồn điện đấy. Đây là thương hiệu Berjaya nổi tiếng trên thế giới. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có đèn màu đỏ này. Đấy, đây chính là thương hiệu Berjaya rồi. Đèn màu đỏ này thì chính là cái đèn mà báo điện đi vào còng nhiệt. Và model là SDF12 nha mọi người. Ở phía này thì chúng ta sẽ có là núm điều khiển nhiệt độ. Và nhiệt độ ở đây thì từ 0 cho đến 200 độ C nha mọi người. Tùy thuộc vào từng cái loại thức ăn và món chiên khác nhau mà chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ làm sao cho nó phù hợp. Tiếp theo thì đây chính là phần nắp của bếp chiên. Như chúng ta có thể thấy thì nắp này được làm bằng inox rất là dày và chắc chắn. Ở phía đằng trước thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế nắm cầm bằng nhựa này. Đấy, để tránh chống nóng trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Đây là giỏ của bếp chiên. Đó, mọi người thấy là cái giỏ này thì được làm bằng inox dày và tay cầm thì sẽ được bọc nhựa. Đây, cái tay cầm này sẽ được bọc nhựa để chống nóng và tránh bị nóng cho người sử dụng. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần nữa là cái phần móc cài. Đấy, cái phần móc cài này thì chúng ta sẽ cài vào cái thành này. Đấy, đây chính là cái thành cài. Đó, thì sau khi mà chiên xong ấy thì chúng ta sẽ cài cái giỏ của bếp này vào cái thành này để cho đồ ăn được ráo dầu mỡ hơn. Đấy, thì đây là sang đến cái phần tiếp theo, bỏ cái phần giỏ này ra. Đây chính là sách hướng dẫn sử dụng. Đây là sách hướng dẫn sử dụng rồi. Đi vào phía bên trong của hộc chiên này thì chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ có hai cái còng nhiệt. Đấy, đây một cái và bên này một cái. Chúng ta sẽ có hai cái còng nhiệt. Và tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái cảm biến nữa. Đây, đây chính là hai cái cảm biến. Thì một cái là cảm biến nhiệt và một cái là cảm biến Rayleigh. Và hộc được thiết kế theo kiểu hình phễu. Bên trên thì rất là rộng và bên dưới thì sẽ nhỏ dần. Nó có tác dụng là khi mà chúng ta lấy dầu ra thì dầu sẽ chảy ra ngoài triệt để hơn. Đây thì mình đang quay sát lại. Đấy, để các bạn có thể dễ hình dung hơn về cái đáy, cái phần phía bên dưới của cái hộc bếp chiên này nó sẽ nhỏ dần lại. Rồi đến phần tiếp theo thì hộc này sẽ được thiết kế với dung tích là 9 lít. Và ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái ký hiệu là min và max. Và khi mà sử dụng ấy, thì chúng ta sẽ đổ dầu vào giữa hai cái khoảng cách của hai cái ký hiệu này. Min là ít nhất và max là nhiều nhất. Nếu mà chúng ta đổ ít quá thì có thể dẫn đến là cháy còng. Còn nếu mà chúng ta đổ quá là nhiều thì có thể dẫn đến tình trạng là dầu khi chiên nó sẽ bắn ra ngoài. Đấy, nên là khi mà chúng ta chiên thì chúng ta hết sức lưu ý cái phần này là chúng ta đổ dầu vào giữa hai cái vạch min và max này. Không được đổ nhiều quá, cũng không được đổ thấp quá nha mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi về phía đằng sau. Như các bạn có thể thấy thì đây là dây nguồn điện. Và điện này là điện 3 pha nha mọi người. Thì ở đây dây nó sẽ dài chừng khoảng tầm 1,5 mét để giúp chúng ta dễ dàng kết nối với nguồn điện hơn. Và khi lắp đặt ở đây thì chúng ta sẽ có 4 cái dây điện. Trong đó có 3 dây. Nó sẽ có ký hiệu là L1, L2 và L3. Đấy, thì 3 cái dây này chính là 3 cái dây nóng hay còn gọi là dây lửa. Còn cái ký hiệu tiếp theo là cái chữ E. Đó, thì đây chính là dây tiếp địa. Thì với bếp chiên 3 pha thì không có dây mát. Còn lại là khi mà chúng ta kết nối thì chúng ta sẽ kết nối cái bếp này với lại cái nguồn điện 3 pha. Sang phần tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nút. Cái nút này thì gọi là cầu chì hoặc là Rayleigh. Khi mà nhiệt độ lên cao ấy, thì cái Rayleigh này nó sẽ tự động nhảy. Đấy, để ngắt cái nguồn điện. Và để sử dụng lại thì chúng ta cần phải ấn lại cái nút màu đen này một lần nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ có thông số kỹ thuật. Bao gồm có là model sản phẩm này, thương hiệu này, kích thước này, trọng lượng này, hay là dung tích. Và ở đây thì có cả sẵn là Made in Malaysia. Về các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về nguồn gốc của sản phẩm. Ở phía bên dưới này thì các bạn có thể thấy đây chính là tem kiểm tra chất lượng sản phẩm QA và QC. Đó, thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về nguồn gốc xuất xứ này, cũng như là chất lượng của sản phẩm. Vì đây là bếp dùng điện 3 pha nên là mình sẽ nói chi tiết hơn một chút xíu. Ở đây là điện áp thì chúng ta sẽ dùng khoảng tầm từ 380 cho đến 415V. Tiếp theo thì công suất là 5,5 kW. Đó. Và lưu ý là khi mà chúng ta lắp đặt đấy thì chúng ta cần phải sử dụng Aptomat 3 pha và 18A nha mọi người. Như vậy là có những cái vấn đề liên quan đến điện áp này hay là công suất này, cũng như là lưu ý về trong cái quá trình lắp đặt thì các bạn cần chú ý những cái vấn đề đó để chúng ta được sử dụng một cách an toàn hơn trong cái quá trình sử dụng. Và tiếp theo nữa thì bếp được thiết kế là có 4 cái chân cao tầm 4 đến 5 cm và những cái chân này rất là chắc chắn, không bị xê dịch trong suốt cái quá trình mà chúng ta sử dụng để đảm bảo an toàn. Chứ nếu mà trong quá trình sử dụng mà nó cứ chạy đi chạy lại mà việc kết nối với nguồn điện thì như thế nó sẽ rất là nguy hiểm. Và sản phẩm thì được sử dụng công nghệ hiện đại, siêu tiết kiệm điện nha mọi người, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về vấn đề này. Vừa rồi thì bếp Hùng Cường cũng đã giới thiệu cũng như là chia sẻ với các bạn về cách sử dụng bếp chiên nhúng đơn dùng điện có van xả của Berjaya, mã sản phẩm là SDF12 nha mọi người. Và khi mà mua bếp chiên nhúng của Berjaya, của bếp Hùng Cường thì các bạn sẽ được hỗ trợ vận chuyển cũng như là lắp đặt tận nơi ở trong nội thành. Sản phẩm thì sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng. Và mọi thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline là 0982 145 628 để nhận được tư vấn trực tiếp từ các bạn nhân viên kinh doanh, hoặc là các bạn có thể ghé qua website của bếp hùng cường.com để có thể tham khảo thêm những cái dòng sản phẩm khác, hoặc là tìm kiếm những cái dòng sản phẩm tương tự làm sao cho nó phù hợp được với lại mô hình kinh doanh của mình. Đến đây thì Bếp Hùng Cường xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và mọi thắc mắc thì các bạn đừng quên gọi trực tiếp tới số hotline để nhận được tư vấn trực tiếp từ các bạn nhân viên kinh doanh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.